Xin chào các bạn nhé. Hiện tại ở trên bản mình là đang đến mùa hoa tam giác mạch rồi. Đây là một cái vườn hoa me me của bà con trồng chắc là để lấy giống. Hiện tại hoa đã rất là đẹp rồi, hồng đẹp nhá. Đây là hoa tam giác mạch. Có ai thích hoa này không? Hoa này thì nó hoa không thơm mà nó lại có một cái mùi đặc trưng, nó là mùi thum thủm nhưng mà nó rất đẹp. Đây là những cánh đồng của bà con. Năm nay bà con trồng muộn các bạn ạ. Dự tính là sẽ tháng tới thì mới trồng để chơi Tết. Chứ mọi năm là chơi những cái tháng sớm này ấy, là không có khách. Đấy. Chơi Tết thì sẽ đông hơn. Đấy. Mình sẽ đưa các bạn vào trong đây thì còn có một cái khu vực là trồng rất là nhiều nhưng mà năm nay mọi người là chưa trồng, đang chờ vài hôm nữa thì mới trồng để đến Tết thì mới đẹp. Đây là củ cải nhé các bạn nhé. Đây, củ cải, rau cải. Bà con cũng có cả hoa tam giác mạch các bạn ạ. Có cả cây hoa tam giác mạch. Cây hoa tam giác mạch này ấy, thì nó giống cái cây muống chua. Đấy. Và nó cũng có vị chua chua giống gần như cây muống chua các bạn ạ. Nhưng mà cái hoa nó lại là có màu tím. Mình thấy rung rung như kiểu con chuột sao ạ. Các cái con chuột nó đào ở đây, đào khoai. Đây là một cái bản nhỏ nhỏ vào buổi chiều. Đấy. Các thầy đang tăng gia sản xuất trồng bắp cải ở bên kia. Mình đi một vòng xem tình hình hoa tam giác mạch ở đây như thế nào đã. Hình như là chưa có ai làm vườn đâu. Hôm nay bà con do nóng nên là trồng rong giềng rồi là trồng ngô. Đấy. Khu vực này là chưa có hoa tam giác mạch. Có mỗi một cái vườn bé bé ở kia thôi. Đấy. Đây là cái xóm gọi là xóm Xó Lủng thuộc thôn Phiêng Luông, huyện Bắc Mê, tỉnh thôn Phiêng Luông, xã Phiêng Luông, huyện Bắc Mê, tỉnh Hà Giang. Đấy. Thôn này thì có 84 hộ dân. Đấy, trong đó các hộ trung bình thì rất ít, chủ yếu là các hộ cận nghèo và nghèo. Đấy, đây là những vườn rau cải của bà con nhé, đã già hết rồi đấy này. Đấy là. Bên này là vườn rau của Thầy Văn. Thầy Văn năm nay là đầu tư rau bắp cải. Tranh thủ đi một vòng. Đấy. Đây. Cái hoa tam giác mạch nó hình như là có họ hàng với cây muống chua này nha các bạn nhé. Đây không phải hoa tam giác mạch mà đây là một cây muống chua. Nhưng cái hoa muống chua này nó cũng có cái màu trắng nhưng mà nó không đẹp như hoa tam giác mạch. Đây là các cháu học sinh lớp 9 ra hộ Thầy Văn này. Đây, bạn đây có bạn Kiên này, con trai. Mỗi bạn này là con trai trong nhóm này thôi. Phải không Kiên? Kia là con trai con gái?
Hả? Kiên là con gái hay con trai nào? Con gái. Đấy, cháu Kiên này là con gái nhá. Rất nhiều người là tưởng con trai. Tại cắt tóc con trai thôi nhỉ. Đợt này để chưa hả Kiên? Không biết. Không biết. Để tóc con trai nó dễ chịu hơn đúng không? Có thoáng không? Có thoáng không? Lầu nhà ở chỗ nào lầu? Ở đây nhìn thấy không? Hả? Tà sảng à? À ừ. Thế còn nhà cái gì nhà cái... Đấy đây là ở đây nhỉ? Lan đây đây nhỉ? Chỗ nào nhỉ? Ở trong kia à? Ừ. Dương Thị Lan. Về trường đi. Lan là năm nay là 16 tuổi rồi phải không? 14 à? Thế là đi học đúng tuổi ấy nhỉ? Ở đây có bạn nào nhiều tuổi nhá, hơn? Có bạn nào nhiều tuổi hơn không? Lớp mình có mấy bạn nhiều tuổi mà? Có cho. Cho à? Không, cho 2 đến 10 thôi sao mà. 2K10. Cho 2 đến 9 à? Ừ, đây, cho 2 đến 9, à, cho 2 đến 10. Đây là những cây bắp cải. Này, loại này 3 tháng hay mấy tháng nhỉ anh Phùng nhỉ? 3 tháng. 3 tháng à? 3 tháng là phải chăm tốt đấy nhỉ. Còn mấy luống nữa này. Sao bên này đã có phân đâu? Không có phân mà cũng trồng luôn á? À? Úi, không được đâu, phải có phân dẫn vào. Đấy, cầm luôn hai bó sang đây đi. Trồng luôn đi. Cho chưa phân này mai bỏ mọi người ấy vào. Trồng mai bón nó không ăn đâu. Trồng trồng. Không có phân đâu trồng. Trồng mai mình bón cho trồng. Thầy Văn này, kỹ sư nông nghiệp mà trồng rau không có phân. Rau không cần phân. Kỹ sư nông nghiệp đấy. Kỹ sư này hôm nay trồng rau không phân. Chỗ kia có phân, chỗ này là không có phân. Các bạn là mai mình phân sau. Các bạn là cái vườn rau này của thầy Văn lần này là trồng lần thứ 3 rồi đấy nhỉ, không biết có được thu không đây. Chắc chắn rồi. Hôm trước là trồng bí là không được thu rồi. Trồng đỗ là không được thu rồi, đúng không? Quá tam ba bận. Quả này tám quá tam ba bận không được nữa là giả đất đúng không? Không làm ăn nữa. Thà rằng bỏ hết ta làm lại từ đầu đấy. Đi bốc vác rồi. Đi vác xì sách xô. Thầy Văn à, đúng rồi, thầy trưởng nói là quả tao quá tam ba bận. Đợt chỗ này là không cần phân. Rau này là không cần phân ạ. Bên kia là có phân. Bởi vì đầu tư mấy lần trước là cho nhiều phân rồi. Đấy, đất ở đây nha các bạn nhìn này. Rất là tơi cũng như là màu mỡ. Nếu mà năm nay mà được mùa thì hôm nay mà được mùa thì thầy Văn lại không phải lo tiền tiêu Tết nữa nhỉ? Không phải lo tiền giúp con đi. Có tiền đi tìm người yêu rồi. Không bán được thì lấy bắp cải đi đổi người yêu nhé. Bây giờ là trồng bông lên trời. Trồng bông lên trời nó nhanh hơn. Mấy đứa ơi, trồng bông lên trời đi, làm giống như chú đi. Cho nó nhanh đi. Không cần phân đâu. Không cần phân. À, cần phân. Mai lấy phân xong. Ai biết gì đâu. Xong rồi nhỉ. Nhanh. Còn mấy luống nhanh, nữa. Nhanh vừa phải. Hết chưa? Ở kia còn thùng, ở trong thùng kia còn không? Nhanh quá, đừng làm gãy cây giống rau là được nhá. Đừng làm cây gãy là được. Năm nay đã chọn những đứa tay khéo nhất rồi. Năm nay thời tiết nó cũng khá là ổn định, nhuận đấy, thế nên là bà con trồng được 2 vụ ngô các bạn ạ. Nhưng mà vụ ngô này nó không được tốt mấy đâu. Đấy, nó thấp thấp này thôi. Còn vụ mùa thì nó rất là cao luôn. Có thể là nhìn này là không thấy nhà luôn đấy. Năm nay cái vụ thứ hai thì nó lèo tèo này. Đấy, ở đây sao ở đây trồng lạc cũng không tốt nhỉ? Đây này,
Làng này có tốt đâu? Không nên luống, nhưng mà lạc này cũng không tốt mấy đâu. Đây. Đây, cây này bị lại còn bón đạm vào đây à? Bón đạm như này thì không đúng đâu. Bón đạm này phải vun được cơ. Đây, bà con đây trồng không theo kỹ thuật các bạn. Trồng lạc này phải trồng theo luống. Đây mọi người, trồng lạc là trồng giống kiểu trồng ngô, cứ cuốc từng hố từng hố. Không đúng. Đấy. Đấy, lúc đầu thầy Văn là có đầu tư rất là nhiều cái ni lông, nhưng mà bây giờ là làm lâu quá nên là không dùng ni lông nữa rồi, chấp nhận là nhổ cỏ. Chỗ này nó vào khoảng 3 sào rau. 3 sào rau đấy. Được 3 sào không anh Phùng? Chỗ này được 3 sào không? Hay là sào rưỡi thôi nhỉ? Đấy, ở đây cái đất thấp thấp này nó rất là đất rất là tốt nhé. Chỗ này đất đỏ đỏ. Thế nhà Kiên năm nay có trồng rau không? Kiên trồng rau gì? Không biết nữa. Không biết trồng rau gì à? Ừ. Chắc trồng bắp cải với lại rau cải à? Không đủ à? 4.500 cây bà chính lấy 2 bó là 30 cây. Cái này 15 cây thế hả? Ai bảo 15 cây? À 30 cây. Mỗi bó là 30 cây. Thế 2 bó là 60 cây. À. Mỗi luống này bao nhiêu cây? Đây là bao nhiêu? 100 cây à? Không mỗi tính. Luống này hôm nay em đếm là thường thường là 95 hoặc 100. 90. Em tính cho 100 cây em mới bảo là thôi cứ làm cho 100 cây thừa dư giạt ra. Được bao nhiêu luống? 44 luống. 44 luống. 44 luống thì nó vào 44 luống, 100 đâu 4.000 chứ nhỉ? Ờ 4.400 cây. Nó là 44 luống cơ mà, mới luống là 100 cây. Ừ. Thế nó rơi vào 44 luống thôi gì? Ờ 44 luống thì anh thì xem là mới luống 100 cây nó chẳng là rơi vào 4.000 rồi. Ừ 4 4.400 cây. 4.400. Kịp không? Đây là cảnh buổi chiều trên bản, rất là đẹp các bạn. Đây là cái núi toàn đá đây. Đây chủ yếu là đá vôi, núi đá vôi. Đấy, cây cối ở đây vẫn còn rất là rậm rạp nha các bạn nha. Đấy. Đấy, buổi chiều các bạn thấy các cái nhà dân là bắt đầu lên khói rồi. Có khói rồi. Đấy, xóm này các bạn nhìn thấy nhà đẹp không? Xem là đây có 1 nhà này, 2 nhà, 3 nhà, 4 nhà, 5 nhà, 6 nhà, 7 nhà ở đây. Riêng khu này có 7 nhà nha các bạn nhé. Đấy, bên kia có 2 hay 3 nhà nữa. Bên này có 1 nhà này. Đấy, khu này chỉ có tầm 10 nhà thôi. Mùa này thì rau bí nó già mất rồi. Rau bí hỏng hết rồi.
cảnh buổi chiều rất là mát mẻ. Ông mặt trời đã đi ngủ. Được ba luống không? Mấy đứa? Xong hết rồi. Đấy, cả nốt chỗ anh nữa là đủ rồi nhỉ? À, về thôi. Dày quá không anh? Sau này phải tỉa đấy. Đợt trước bọn anh trồng rồi à? Trồng rồi. Trồng chỗ nào? Trước trồng cả cái khu này hết mà. Hết tất cả đây à? Ôi dồi ôi, trồng mẹ nó từ đây phải xuống, đấy xuống hết. Nhưng mà năm đấy Covid đúng không? Covid. Năm đấy toàn đem đi từ thiện đúng không? Ừ. Đem đi từ thiện cho các cái trạm trồng kiểm dịch. Con không? Con ấy hết rồi. Thế ấy thôi. Chỗ này đến đây rồi gì? Thế vun thôi. Nên cầm về. Thế vùi nốt chỗ này xong rồi nghỉ đi. Thế Lan tí ra trường gì? Vâng. Ừ. Đi ra sang bên kia. Ừ. Đấy, mỗi người một luống. Mỗi người một bên nó dễ hơn ấy. Đi ở cái luống này nó dễ hơn là đi trên luống. Đây là có các thầy với các học sinh làm, còn mình là giám sát quay đưa tin. Đưa tin về mô hình VAC vườn ao chuồng của thầy Văn, thầy Phù, Phùng. Rau sạch, mô hình rau sạch. Bón phân. Rau sạch nhưng mà lại bón phân chuồng. Hả? Cái gì? Đúng rồi, bên này là rau sạch. Không có gì cả, chỉ có đất không thôi. Đấy, khu bên kia thì có một ít phân chuồng. Nhưng cái này anh tính bón đạm hay bón lân hay tới đây bón phân chuồng tiếp và anh... Phân chuồng nhỉ? Phân chuồng cho rau nó sạch. Nó mềm nhỉ? Nó mềm. Bón đạm nó cứng. Ship toàn quốc. Ship toàn quốc, có đủ không? Em sợ đấy. Ăn còn chả đủ ấy. Đủ cho học sinh ăn thôi. Đỡ phải đèo. Ừ. Lấy luôn ra ngay. Bắp cải bây giờ là ở vùng cao là 7.000 một cân hay bây giờ là 8.000 rồi anh? Đầu mùa này là 8.000 à? Còn 7 luống nữa. Cũng không đủ. 2 bó thì 60 cây thì cũng chả đủ luống. Hay là nó lấy thiếu cho mình nhỉ? Lấy nó nhiều nhỉ? Mình gãy á? 7 luống 700 cây lấy 1.000 cây nữa nhá. À, xong rồi đấy nhỉ? Chung nó phải đạt tiếp. Anh cứ lấy đi. Cây này nó... Tất cả rau đã được trồng rồi. Cái này chiều mai là phải vào tưới đấy nhá. Trời nếu mà mai nó mưa thì không tưới, nhưng mà mai mà cứ như này là phải tưới đấy. Rất nhiều rau. Đấy. Khoảng một tháng nữa rau nó hồi. Đây chỗ này cây này nó đã ấy đâu. Đã... Ồ. Đấy, trồng nhiều quá nên là chưa vùi hết này. Cây này liệu lên được không? Gãy mất cái đấy rồi các bạn. Cắm vào này. Biết đâu nó lại lên được. Nhiều cây nó lại mọc dễ nha các bạn nhé. Rau này nó cũng dễ sống thôi mà. Chỗ này thì chưa có nước nguồn đâu nha các bạn nhé. Muốn lấy nước nguồn là phải dẫn về.
Thế hai luống túi bóng này, giấy bóng này định trồng cái gì đây hả Văn? Đâu, tính là trồng giải giấy bóng nhưng mà hiện tại là giấy bóng nó làm lâu lắm, mỗi lần gió nó bay rất mất thời gian. Và nhiều luống như này, luống nhỏ nên là cũng không có thời gian để giải hết được các bạn. Những giải này trồng lâu lắm, chắc là mất 2 ngày. Đây là toàn cảnh buổi chiều trên bản các bạn nhé. Anh em đi về thôi, xong rồi.